Ở đó vui lắm, đèn laser xanh đỏ ha. Đúng bạn rồi đó. Đó như lạc vào thế giới khác vậy đó. Wow, hấp dẫn nổi ta. Các chủ điệu cứ quấn lấy nhau, vui lắm. Hả? Trời, hồi bữa nha, con nhỏ kia hả, nhảy dữ dội luôn. Nhảy đến nỗi mà hả, gãy cái giày cao gót luôn á. Trời ơi, mày nhảy thử coi. Đó, vậy nè, mới vô nhảy, nhạc nổi lên. Nhảy kiểu gì vậy? Không sao, không sao. Trời, nó nhảy, té lăn ra sàn luôn, lộ hàng ra hết luôn. Trời ơi, công nhận bữa đó vui thiệt á. Tụi anh được một phen rửa mắt luôn á. Chỉ được cái chị là nhanh à. Mà Hạnh biết không, vô vũ trường á, chơi vui lắm. Tại Hạnh chưa đi, chưa có biết đâu đó. Đúng đó. Mình cũng muốn tới đó thử một lần, coi sao á. Ê, bạn biết nhảy không vậy? Biết chứ. Vậy hả? Biết hả? Ừ. Ở dưới quê á, mình hay đi với anh chị của mình á. Mình đi nhảy nha, mà không bao giờ mình bị té hay là bị sai nhịp đâu á. Vậy đó hả? Ui dữ nha, hay quá ha. Sao mấy bạn cười? Mình nói thiệt mà. Mới hôm qua còn cãi nhau sùm, hôm nay thay đổi 180 độ. Ừ, em cũng thấy hơi lạ. Ừ, mấy bà nói Phương bà Anh chị với tôi đó nha. Em lựa lúc nào không có cả Nam và Hành, em thăm dò bọn họ giùm chị nha. Ừ, dạ. Chị muốn biết họ đã nói gì với Hạnh. Có thể là họ không có ác ý gì đâu. Ừ. Nhưng mà mình cũng phải cẩn thận. Dạ. Mời cậu uống nước. Cảm ơn. Chị khẳng định dự án xây dựng khu đô thị này có rất nhiều khe, màu thì không thể lường hết đâu. Dạ. Anh lại là chủ nhiệm chính trong vụ này, nói chung thuận lợi hết chỗ nói. Dạ, em chỉ cần trúng vụ này là toại nguyện lắm rồi. Chị ráng giúp em. Đặc biệt tuổi em và tuổi anh chị rất hợp nhau. Mình kết hợp lần này là khỏi phải nói. À, em có chút quà gửi chị. Cậu làm vậy làm gì? Không phải lo, đây là việc trong tầm tay chị. Sau này còn nhiều vụ lớn hơn, chứ mới thế này đã hài lòng rồi, không có được. Được chị ưu ái, còn gì bằng. À, con chào chú Phụng. Vũ đó hả? Dạ. Trong lúc này ra dáng ăn chơi lắm đó. Làm ở đâu rồi con? Dạ, ở đâu cũng làm hết, con làm nhiều lắm. Cháu Vũ trông khôi ngô lắm đó chị. Có tướng lắm đó. Sau này nhất định sẽ làm nên chuyện đó chị. Chỉ giỏi chơi thôi cậu ơi. Chơi giỏi cũng là một cái tài đó chị. Má, lớn rồi mà như con nít vậy đó. Phần này để em lo chị. Để em quan tâm cháu nó một chút. Dạ, con cảm ơn chú Phụng nhiều. Dạ. Bữa nào mà cháu rảnh á, đi câu cá với chú nha. Được có chú, cái món đó còn thích lắm á. Hôm nào con sẽ gọi điện thoại xuống liền nha. Má ơi, con phải có chuyện gấp con đi. Thôi má với chú ngồi nói chuyện nha. Con phải đi gấp à. Dạ. Trời ơi, cậu làm vậy nó hư người. Có gì đâu chị, người nhà thôi mà. Uống nước đi. Má, hôm qua đánh bài thua cả chục chai. Mẹ nó chán thiệt chứ. Vậy thì sao? Bà thua từng banh 20 triệu. Hai đứa bay thì nhầm nhò gì. Hôm qua tao mới mất chiếc mô tô nè. Sao vậy? Thì bị gái nó dụ chứ gì. Ngu. Vô đi. Vô. Giờ kiếm gì xả xui đi. Con nhỏ để xả xui kìa mày. Để tao. Em ơi. Vô kìa. Ủa, em là nhân viên ở đây hả? Dạ. Dạ, mấy anh gọi em có chuyện gì không ạ? Dễ thương quá à. Anh làm cái gì vậy? Sao giờ làm đi chơi với anh nha. Anh làm gì kỳ vậy? Nè, mời anh về bàn. Ông là cái thá gì mà định ra lệnh cho tôi hả? Dạ, tôi chỉ đề nghị anh ngồi xuống. Nhân viên của chúng tôi sẽ phục vụ các anh đến nơi đến chốn.
Tôi yêu cầu các anh ngồi xuống. Tao muốn cô này phục vụ cho tao. Ý mày sao? Khách hàng là thượng đế, mà ở đây có gái, phải phục vụ khách hàng. Vậy thì không được. Yêu cầu các anh ra khỏi quán tôi ngay. Chúng tôi không phục vụ những người như các anh. Các anh thông cảm. Chơi chơi hả? Anh không sao đâu em. Mày có tin là tao đập nát cái quán này không? Cái mặt mày không? Tên của mày. Mày làm gì? Hả? Tụi mày muốn gì? Hả? Anh Vũ, anh Vũ. Tụi bay mở to con mắt ra nhìn cho kỹ. Đây là bạn gái của tao. Tụi bay lạng quạng. Tao đập bế sọ hết. Dạ anh, dạ. Em xin lỗi. Đi mày. Dạ em không biết đây là chị dâu. Em xin lỗi chị dâu. Em lỡ dạy không biết, chị bỏ qua cho em nha. Anh tụi em xin lỗi anh. Xin lỗi anh Vũ đi bậy. Dạ em. Dạ quen hết mà. Thôi để tụi em bồi thường. Dạ. Đi. Dạ tụi em gửi. Dạ. Dạ chào anh Vũ em đi. Dạ chào anh. Em đi nha. Chào anh. Thôi được rồi, các anh đi đi. Ngồi đi em. Em có sao không? Dạ em không sao. Sao em không làm ở trổng mà em ra đây làm gì? Tại vì mấy chị kia đi ăn trưa hết rồi, cho nên em ra coi khách có cần gì không. Mày mốt quá, không được ra đây nghe chưa? Cứ làm ở trổng thôi. Dạ. Mà em thấy sợ quá anh à. Thôi được rồi, anh sẽ che chở em suốt cuộc đời này. Em uống đi. Dạ. Em ăn khoai tây nha. Dạ. Công nhận em tiếp cận với cuộc sống văn minh nhanh thiệt. Em vốn thông minh mà. Anh sẽ hướng dẫn cho em trở thành một quý cô sành điệu từ đầu tới chân. Ý anh nói là bây giờ em xấu xí, quê mùa lắm hả? Không phải. Em không có xấu đâu em yêu. Nè, anh rót rượu thêm cho em đi. Cạn. Mời anh. Em có sao không? Thật sự là em cũng chưa có quen uống rượu lắm. Từ từ rồi em sẽ quen thôi. Dạ. Hồi nãy anh thấy em uống rượu lóng ngóng, thật là đáng yêu đó. Thôi được rồi, chút nữa anh sẽ đưa em đi vũ trường chơi. Đi vũ trường hả? Ừ. Thiệt không anh? Thiệt. Dạ. Em thích cái gì là anh chịu hết. Quý cô đáng yêu của anh. Uống đi, uống đi. Mình uống đi Hạnh. Vui ha. Uống đi. Vô. 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 Nửa đi em. Nửa đi. Uống nhẹ. Vô. Vô. Ê, cho mình vô coi. Nó nghe nè Hạnh. Ừ. Anh cho Hạnh lên nhảy với tụi em nha. Nha. Lên đi em. Lên nhảy đi. Lên đi. Lên đi mà. Lên đi Hạnh. Đi đi. Nhảy coi. Nhảy tụi tao coi coi. Tụi mình hứa đó. Woo. Yeah. Nhảy đi. Nhảy nè. Đó.
trời, Hạnh múa đẹp quá ha. Không. Nè, mày thấy cô em thế nào? Vậy là đại ca có 3 ngày 3 đêm trong khách sạn 5 sao đó. Anh của mày không cần 3 ngày 3 đêm đâu, mà chỉ cần 1 đêm thôi. Dạ. Lần sau đừng có dạy mà cá cược bất kể chuyện gì với anh nghe. Đại ca phải chăm sóc em Hạnh cẩn thận. Đại ca phải ráng mà giữ mình đó nha. Đúng rồi đó. Chuyện đó khỏi cần mày lo. Chơi đi. Dạ. Vô. 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 Ủa, sao giờ này chưa ngủ nữa? Linh có số điện thoại của chỗ quán, chỗ Hành làm không? Có chuyện gì vậy? Mình nóng ruột quá à. Giờ này Hạnh vẫn chưa về. Mà ký túc xá thì sắp đóng cửa rồi. Linh cũng biết rồi đó. Hạnh đâu quen đường đâu. Lỡ mà lạc đường thì tội chết. Vậy thôi, để mình gọi điện hỏi chủ quán cho. Không bốc máy rồi. Chắc ổng đang la cà nhậu nhẹt đâu đó rồi. Nhưng mà Thủy Tiên yên tâm đi, Hạnh nó có tài xế riêng đưa rước mà. Lạc sao được. Thôi đi vô. Thôi Linh cứ vô ngủ trước đi, rồi chúng mình vô sau. Thôi cũng được. Alo anh hả? Giờ này Hạnh vẫn chưa về nữa. Có gì anh ra chỗ quán cà phê coi giùm em nha. Dạ. Có gì gọi lại cho em nha. Em mệt lắm không? Không, hôm nay em vui lắm. Anh biết rồi. Thôi, em ngủ đi nha. Còn anh thì sao? Anh chỉ thích ngồi đây ngắm em ngủ. Không, vậy em không chịu đâu. Thôi mà, em ngủ đi. Ừ.
Thôi em ngủ đi nha. Em làm gì vậy? Alo. Alo anh hả? Em xin lỗi, anh ngủ rồi hả? Chưa. Nhưng mà em nóng ruột quá à, không biết là tụi nó bán hành chưa nữa. Anh cũng không dám chắc lắm, nhưng theo anh, bọn chúng chưa hành động ngay được đâu. Bán một người qua biên giới đâu phải dễ dàng. Anh đã báo cáo tình hình với chú Hòa, và chú cũng đã liên lạc với các lực lượng chức năng và giúp đỡ rồi. Em à, em an tâm đi, không chừng sáng mai cổ sẽ xuất hiện trước mặt em đó. Hy vọng là vậy. Lúc này đó là cách duy nhất. Thôi em ráng ngủ sớm đi nghe. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đó. Dạ em biết rồi. Cảm ơn anh ngủ ngon nha. Ok, bye em. Alo, tôi đây. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp. Alo, chuẩn bị xuất hàng nha. Ngủ được chưa? Em làm cho anh bất ngờ quá. Em yêu anh. Anh biết mà. Đừng anh. Chỉ một lần thôi. Tại vì tụi mình vẫn chưa phải là vợ chồng mà. Em khờ quá. Rồi anh sẽ cưới em. Lúc đó mình sẽ là vợ chồng mà. Có thật không anh? Anh thật lòng mà. Anh hứa sẽ chăm lo cho cuộc sống của em, không để em thua kém bất kỳ ai. Nhưng mà... Nhưng mà sao anh? Để tiền việc chăm sóc em, em dọn ra khỏi ký túc xá nha. Alo. Alo, em nghe nè chị. Vũ hả? Dạ. Trời, cái thằng này làm gì mà tao gọi tối qua tới giờ mà không được vậy? Bên kia người ta hối rồi kìa. Mày chuẩn bị giao hàng đi nghe.
Không được rồi chị à. Cái gì? Sao mà không được? Dạ em lỡ rồi. Cái gì? Mày biết thừa là tao đang thèm mà, mà lại dám hất gọn tay trên của tao hả? Mày làm ăn như vậy á, bằng giết tao rồi còn gì. Tao đã nói với ông chủ rồi, giờ tính sao đây? Chị bình tĩnh, rồi em sẽ mua lại cho chị sao? Hàng dởm chứ gì. Hàng ngon mà. Thậm chí còn ngon hơn cái người mà chị đang giữ nữa. Thiệt không? Dạ thiệt mà. Chừng nào? Dạ nhanh thôi chị. Thôi, tao không đợi được đâu. Mày giao hàng nhanh cho tao đi. Lỡ xài rồi cũng được. Quá lắm á, tao cho đi giá lại. Dạ, không có được mà. Thằng khùng, bộ mày thích nó rồi hả? Thiệt hay giỡn vậy mày? Dạ, chị chịu khó để em chút xíu đi, em sẽ đền cho. Em hứa. Không có hứa gì hết á, tao cho mày một ngày thôi đó, thằng khốn. Có gì không anh? Không, bà chị á, bà nhờ anh mua chiếc xe giùm. Mà người ta đã mua trước hơn chị mình rồi, giờ anh không biết cách nào để đền cho chị đây. Vậy rồi sao? Thôi không sao đâu, từ từ anh kiếm xe khác mua cho chị. Em giờ mình. Ôi Hạnh. Hả? Hạnh đi đâu mà tối qua không về vậy? Hôm qua quán đông khách quá, cho nên ở lại khuya, rồi mình ngủ ở đó luôn. Lần sau Hạnh cố gắng về sớm nha. Con gái mà đi qua đêm không tốt đâu. Tuy là mình không làm gì sai, nhưng mà mọi người cũng nhìn ngó lắm. Mấy người mà hay soi mói người khác á, thì cũng chẳng có ra gì đâu. Tôi cũng không muốn ở cái ký túc xá này nữa, bức bối khó chịu. Hạnh nói cái gì? Ai làm gì mà Hạnh bực bội? Ý Hạnh là muốn ám chỉ ai đây? Tôi không có nói bạn. Vậy thì nói ai? Thôi, hai người bình tĩnh đi. Cũng chỉ nhắc nhở vậy thôi, có gì đâu mà làm quá lên vậy. Tôi không có cần ai nhắc nhở hết đó, kể cả bạn nữa. Chuyện của tôi để tôi tự lo. Hạnh giờ này nó làm sao á? Nó thay đổi nhiều lắm rồi đó. Mình cũng thấy vậy á. Ơ, Hạnh, đi đâu mà đồ đạc lỉnh kỉnh vậy? Tôi đã nói rồi, đó là chuyện của tôi, không có liên quan tới bạn hết á. Bạn không có cần phải quá quan tâm, quá tốt với tôi làm gì. Nói vậy mà nghe được hả? Rồi còn giờ học sáng nay sao? Tôi nghĩ lát nữa xe hơi của anh Vũ sẽ tới rước tôi. Khi nào mà tôi sắp xếp nhà cửa xong xuôi á, thì tôi sẽ đến đây đón các bạn đến chơi ha. Cái gì? Hành định dọn về ở chung với hắn hả? Bạn gọi ai là hắn hả? Hạnh vội vàng quá Hạnh à. Thân là con gái mà cứ bất cẩn lao theo đàn ông như vậy sao? Cuộc đời không đơn giản như Hạnh nghĩ đâu. Mình đã quyết rồi, tụi mình yêu nhau, có gì đâu mà sai, có gì đâu gọi là bất cẩn. Mình không phải là chị em họ hàng với nhau, nên mình không có quyền can thiệp. Nhưng Hạnh nên thận trọng với những quyết định của mình. Tiền Hạnh làm thêm có đủ chi trả cho cuộc sống và những khoản phát sinh mà Hạnh sống ở ngoài hay không? Dựa vào Vũ, Hạnh sẽ bị phụ thuộc đó. Phụ thuộc vào tình yêu của mình á, thì có gì đâu là xấu. Chỉ sợ là không có ai để mà phụ thuộc thôi. Giờ Hạnh mất bình tĩnh rồi Hạnh à. Đi thì dễ, ở lại mới khó. Hay là vậy đi, tối nay Hạnh ở lại để mọi người làm tiệc chia tay hả? Xe của anh Vũ tới rồi. Chờ cả phòng nha, có gì liên lạc sau ha. Hạnh. Bye bye. Hạnh. Ớn quá, người gì mà thay đổi như trong chóng. Con Hạnh sẽ có hối hận thôi. Kệ nó đi,
thích làm gì làm. Con người sướng khổ có số hết à. Ít ra thì cũng có ai sướng hơn mình. Thôi vô ngủ đi. Đây anh xách cho. Bữa nào rảnh mời Tiên ghé nhà chơi nha. Hôm nay luôn được không anh? Hay là có gì em qua dọn nhà phụ hai người? Thôi khỏi. Để tự mình với là anh Vũ dọn được rồi. Khi nào mà mình dọn xong á thì mình alo ha. Vậy cũng được. Hạnh cho mình địa chỉ đi. Thôi được rồi. Khi nào mà em tới á, cứ điện thoại cho anh sẽ ra rước vô. Nhà anh khó tìm lắm. Đi thôi anh. Đi nha. Mình đi nha. Có gì alo cho anh nha. Dạ. Đâu? Chạy theo chiếc xe này nè anh. Anh ơi chạy nhanh lên đi anh. Chạy theo đi anh. Xăng rồi. Ê nè nè cái nón. Nè 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 còn tiền đâu? Trả tiền chứ. Thiệt tình. Em thấy căn nhà này như thế nào? Dạ đẹp lắm anh. Nội thất anh đã lo đàng hoàng hết rồi. Và theo ý thích của em. Bây giờ anh đưa em vô coi nha. Khoan anh. Em sao vậy? Em thấy lo và hồi hộp lắm. Em lo làm gì? Mình yêu nhau thì trọn đời sống chung với nhau là đương nhiên rồi mà. Nhưng em và anh chưa có phải là vợ chồng. Khờ quá cưng à. Ở thành phố á, quan hệ với nhau rồi là coi như vợ chồng rồi. Nếu em muốn á thì anh sẽ mở tiệc cưới liền. Nhưng mà anh phải cưới theo phong tục của quê em đó nha. Anh hứa anh sẽ sắp xếp thời gian về dưới quê hỏi cưới em. Còn bây giờ thì anh không thể nào sống thiếu em được. Hử?
Thôi được rồi, nếu em không muốn làm vợ của anh á thì em dọn về ký túc xá ở đi, chúng ta chấm dứt quan hệ từ đây. Không, em không có muốn như vậy đâu, em không có muốn. Anh cũng đâu có muốn đâu, anh đã nói với em rồi, anh yêu em, anh muốn chăm sóc em suốt cuộc đời này. Em nghe anh nè, anh sống từng trải hơn em, anh không có xúi em làm điều bậy đâu, em đừng có lo. Vậy ha. Dạ. Xin lỗi chú ạ. Thôi được rồi, chú hiểu là cháu không kịp trở tay. Nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra, cháu xin chịu hoàn toàn trách nhiệm ạ. Thôi được rồi, cháu về đi. Thưa chú, còn một chuyện này nữa. Hôm môn Hoàng bỏ trốn, trước đó cháu có gặp luật sư Minh. Luật sư Minh à? Dạ. Luật sư của Hoàng phải không? Dạ, đúng là vậy. Cháu thấy hắn ta có cái gì đó rất khả nghi. Chú sẽ cho điều tra về Minh. Cảm ơn chú. Dạ con xin phép. Em xin phép. Anh Vũ, dậy đi anh. Anh không dậy đó hả? Em sẽ phá cho anh dậy mới được. Dậy chưa? Dậy đi anh. Còn sớm mà em. Dậy mau. Còn sớm mà. Anh dậy, còn chở em đi chợ nữa. Đi chợ làm gì? Thì đi mua đồ ăn về, rồi còn nấu nướng. Mình đã làm một gia đình rồi, còn gì nữa? Bộ gia đình là phải nấu nướng hả em? Dạ, vợ á là phải nấu ăn, chăm sóc cho chồng đó. Không cần đâu, chút nữa anh sẽ dắt em đi ăn nhà hàng. Ừ, vậy cũng được. Anh không muốn em bị vất vả. Ừ, nhưng mà bây giờ anh phải dậy chở em đi ăn. Để một chút nữa em còn đi làm nữa đó. Kệ giờ làm đi. Trễ sao được. Anh muốn em nghỉ việc. Không, không được đâu. Em phải kiếm tiền để phụ giúp anh nữa chứ. Không cần đâu. Anh không muốn em đi làm nữa, vì anh đủ sức lo cho em. Nhưng mà sao anh lại không muốn? Chính anh á là người đã nói với anh Quân cho em công việc này mà. Em biết tại sao anh không muốn em đi làm không? Tại sao? Vì anh không muốn mọi người nhìn ngắm em. Anh chỉ muốn em là của anh thôi. À, anh bận tí nha. Dạ. Em đi thay đồ đi, rồi mình đi chơi. Đi đâu vậy anh? Thì anh đưa em đi chơi, chỗ này vui lắm. Dạ, nhưng mà anh đợi em xếp xong cái mền nha. Thôi khỏi, để anh làm cho. Em đi thay đồ đi. Vậy anh chờ em chút nha.
Suy nghĩ lại chưa? Có bán gà cho chị không? Trời ơi, xui quá. Em đã nói không. Đây là loại gà quý hiếm, để em hưởng thụ thôi. Nãy giờ ăn không mày? Anh, sao đang ngồi chơi mà lại nói tới chuyện gà vậy anh? Sao tao thua hoài vậy không biết nữa. Bữa anh thích ăn gà hả? Để em đi chợ mua gà nấu cho anh ăn nha. Mày thì vui quá rồi. Chú em đúng là có cặp mắt tinh đời đó. Chọn được con gà ngố thiệt đó. Gà ngố là thế nào vậy anh? Sao gọi là gà ngố? Mà con gà khôn á thì nó ra làm sao? Hay là các anh với em như gà phải không? Đánh lẹ đi mày. Ngồi đó cười hoài. Anh đã nói rồi, đi tới đây á đừng có nói gì hết, cũng đừng có hỏi gì hết, hiểu chưa? Bình tĩnh cậu em. Thua thì thua. Đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa cũng có lỗi đó. Làm gì mà nói cáo lên vậy? Chuyện này là chuyện của anh à? Anh á, anh chỉ quan tâm em vậy thôi. Thôi, làm ngao lấy tinh thần coi. Chỉ vậy là nhanh, không tập trung vào chuyên môn gì hết. Giận cái gì? Nè, em thử cái này đi. Món này là đặc sản đó, kéo cái là lên mây luôn á. Thử đi. Cái này là gì vậy anh? Nè, giống như anh nè. Thì thử cái đi cho biết. Trời ơi, thua nữa hả? Thử cái đi, lên mây chung với mấy anh luôn. Không sao đâu. Kiểu như thuốc lá thôi mà. Thử một hơi là biết liền. Không sao đâu, nó chỉ là thuốc lá thôi mà. Đi nè, đi nè. Thử lại nữa đi em. Tiếp đi. Chơi tiếp đi. Chơi đi, chơi đi. Cái ông kìa. Hôm nay á, mình ăn được nhiều không anh? Dồn cái đi em. Em quan tâm chuyện đó làm gì? Nhưng mà hôm nay mình ăn được nhiều hay ít? Cũng được thôi. Mà không ngờ á là có em anh ăn nhiều hơn. Chứ làm sao? Mà giờ nè, em thích cái gì
Muốn gì anh sẽ đưa tiền em đi mua. Em chỉ thích những thứ mà anh dẫn em đi mua thôi. Anh cứ giữ tiền đó đi, rồi vài bữa nữa anh dẫn em đi mua nha. Vô đi anh. Vô. Dạ. Thôi em ăn đi. Đây. Dạ. Em sao vậy? Không hiểu sao hôm nay em ăn không thấy ngon.